Kịch thơ Tây Sương Ký, tác giả Dương Thực Vũ, người dịch Nhượng Tống, người đọc Trân Châu. Chương 8: Ý đàn. Một cảnh viện sách, bên kia là vườn hoa. Cậu Trương: Hồng nó dặn mình đêm nay đợi khi tiểu thư ra vườn hoa thắp hương thì mượn tiếng đàn để dò la ý tứ. Nghĩ nó nói thật là chí lý. Trời đã tối rồi, trăng ơi trăng, sao chẳng gì ta mà một sớm một chút. À, nghe trống đã thu không? À, nghe chuông đã đổ hồi, sửa đàn. Đàn ơi đàn, tôi cùng bác giang hồ lưu lạc, đi đâu cũng có nhau. Cái công lớn đêm nay, tôi trông cậy cả vào bác đó. Trời ơi trời, về phần ông thì chỉ xin lấy cho nhờ một cơn gió nhẹ, đem hộ tiếng đàn này mà đưa lọt vào dành tai nắng bằng phân chuốt bằng ngọc của cô tri âm tôi. Con Hồng cùng Oanh Oanh ra, mời cô ra thắp hương, trăng sáng đẹp quá. Oanh Oanh: Hồng ơi, ta còn lòng nào mà thắp hương, trăng ơi, chỉ còn ló mặt ra làm gì nữa. Mây quang dần ngọc ngang trời, gió đưa thềm ngọc, đưa rơi canh hồng, ngổn ngang trăm môi bên lòng. Mẹ ơi, mấy người ăn ở thủy chung ở đời, một ta đây với một ai, yêu nhau nào khác yêu người trong tranh. Lòng mong miệng nhắc mặt tình, gặp nhau quả giữa đêm thanh giấc nồng. Hôm qua mở rộng gác đông, tưởng đâu ráng phượng ninh rộng dân ra. Nỡ bắt tôi nâng chén mới qua, cho thế là lễ trọng, thế là tình thân. Những mong chỉ tân tư tần, ai ngờ lại nhận họ gần họ xa. Con Hồng: Kìa cô coi, trăng quần, ngày mai chắc có gió. Oanh Oanh: Ừ, trăng quần thật nhỉ. Bao nhiêu mặt ngọc trên đời, sợ người trêu ghẹo, phải mang hoài trương trong. Ả hằng chiếc bóng lưng không, lặng tay rồi lại mọc đông một mình. Nào ai là bạn chung tình, nào ai là kẻ mối mạnh đi về. Ôi trời ơi, đọc đĩa làm chi, cũng đem trướng rượu màn che mấy lần, cho cung hàng vắng biệt tinh xuân. Con Hồng đàn hắn. Cậu Trương: Hồng nó chẳng, tiểu thư chắc đã ra. Dạo đàn. Oanh Oanh: Hồng ơi, tiếng gì thế nhỉ? Con Hồng: Thưa cô thử đoán coi. Oanh Oanh: Phải buông quần mà xà tích chạm nhau, phải rào chứng mà trăm chắc mái đầu rung rinh, phải neo vàng ai đồng bên mình, phải hàng ngửa sắc gió thổi quanh trước rèm, phải cung qua chuông thinh đường đêm, phải rặng tre cành lá ngoài thềm xô nhau, phải kêu mãi theo nhịp thức khâu, phải đồng hồ thanh thoát canh thâu đêm rồng, lắng tai nghe ở mé tường đông, thì ra là tiếng tơ đồng bên mái tây. Bỗng như tiếng hạt trên mây, trăng trong gió mát, hoa bay ngang trời, trầm như cô bé nhà ai, tình nồng ý mặn
nói cười bên sông. Nắng ghe hùng dũng lạ thường, rầm rầm gươm thét, ngựa sông trấn ngoài, nhẹ nghe tăng tắc tơi bời, âm thầm nước chảy hoa trôi giữa dòng. Ý hết rồi nhưng hận khôn cùng, khúc đàn tuy chưa dứt, nỗi lòng ai là chi ai. Loan thơ phượng yên lẻ đôi, tâm thương dễ nói nên lời được đâu. Con Hồng, cô hãy ở đây nghe, con vào bà tí, lại ra ngay, giả dừa vào, quanh quanh. Đàn mình ta lắng bên tai, mà người mình ta biết là người tình chung. Tri âm ai chẳng cùng lòng, cảm thương ai chẳng não nùng sống xa. Cậu Trương, ngoài sóng hơi có tiếng động, chắc là tiểu thư, ta hãy thử gảy một bài coi. Quanh quanh, ta đứng gần lại bên sông này. Cậu Trương, đàn ơi đàn, ngày xưa Tư Mã Tuấn Như muốn tỏ tình với Trác Văn Quân, có đặt ra bài Văn Phượng Cầu Hoàng. Tôi đâu dám lên mặt là Tuấn Như, nhưng tiểu thư thì Văn Quân hồ dễ mà sánh kịp. Bây giờ xin gái theo bài ấy. Bài đàn: người đâu xinh xinh tuyệt vời, lòng tôi không quên trọn đời. Đường trần ngày một xa cách, bể thương trăm tình đầy vơi. Vượng bay bốn phương bay khắp, mơ màng tìm kim nằm đã mỏi mắt trong. Bức tường đóng bức tường giết người, lòng xuân trăm mối bồi hồi. Đàn đây có thay hổ lời, bao giờ vĩ quyền non nức, bỏ công xót thầm hôm mai. Dí chẳng cành liền cánh chấp, cũng liều đa nát vàng phai. Đôi lời nhắn người tình chung, thương lấy ai phương trời lạc loài. Quanh quanh đàn hay khúc lửa não nùng, giọng nghe chua chát làm em cũng không sao cầm được nước mắt. Từng cung, từng bực, từng bài, nhận cho ra mới là người biết nghe. Phải đâu lưu thủy tỉ tê, phải đâu hành chân lại thuận tựa về nam ai. Phải đâu giọng cổ ngậm ngùi, chi chi ly biệt lời lời nhớ mong. Nghe ra canh vắng đêm rồng, rộng lần ao lót lỏng dòng dây đai. Ghế sông một khúc ly hoài, tài hoa nâng được giá người thêm cao. Cậu Trương buông đàn, bà lân quanh ơn phụ nghĩa đã đành. Thế nhưng tiểu thư tưởng không nên nói dối mới phải. Con Hồng lén ra quanh quanh, anh trách thế thì lầm. Mẹ em nghiêng cấm giữ gìn, quản đâu ai rủa ai nguyền đến em. Nữ công bận suốt ngày đêm,
nào cho được sánh mà tìm bản loan. Bên ngoài gió lọt mạnh đơn, bên trong nhà vắng đèn tàn hắt hiu. Giữa hàng con tiện khẳng khiu, với vài lớp giấy hồng đều bồi sông. Phải đâu mây nước muôn trùng, lấy ai tin tức đưa thông trong ngoài. Dẫu du sơn cao ngất lưng trời, cũng còn có lối tìm người trong giấc chim bao. Con Hồng thình lình chạy ra. Thưa cô, chim bao cái gì? Bà biết thì sao? Quanh quanh, chạy đâu mà thở chẳng ra hơi. Hỏi mày còn biết sợ ai nữa mày? Trước sau vẫn đứng chỗ này, thình lình nó đến ta đây giật mình. Bé người mà to hỏng đã kinh, toàn cho một trận thương tình lại tha. Chỉ e trước mặt mẹ già, nó còn kiếm chuyện nói ra nói vào. Con Hồng, vừa rồi con nghe tin cậu Trương sắp đi. Cô bảo làm ăn ra làm sao? Quanh quanh, em hãy giữ anh ấy ở lại vài ba hôm. Bảo xem chừng bà đã hối rồi, cậu không phải chịu thiệt thòi mãi đâu. Mẹ ơi, sao nỡ hiểm sâu, bắt đôi trẻ phải lìa nhau cho đành. Con Hồng, cô cha phải dặn con hiểu cả rồi. Mai con sẽ sang thăm cậu ấy. Cùng vào, cậu Trương. Tiểu thư vào rồi, Hồng ơi, sao không lùi lại một bước, trả lời ngay đêm nay cho tôi. Cực chẳng đã, thôi nên ngủ vậy. Chương 9, lần trước. Cảnh thứ nhất trong buồng thêu, quanh quanh cùng con Hồng ra. Từ lúc đêm qua nghe đàn đến giờ, người sao bạo bực thế này? Em rỗi đấy thì sang bên viện sát thăm cậu Trương, xem cậu ấy nói thế nào, về trả lời ta hay. Con Hồng, con chả đi, bà biết đến không phải chuyện bỡn. Quanh quanh, cô không nói bà biết sao được, cứ việc sang. Con Hồng, dân thì con đi một mình. Cậu Trương ơi, cậu ôm mà cô tôi đây nào, có khỏe? Dễ. Chưa từng chúng chen loan phòng, lại còn nghe tiếng tơ đồng đêm sương. Phân son lười cả điểm trang, đường kim mũi chỉ không màng đến tay. Buồn xuân đè nặng đôi mày, trái tim ai đó quả chữa được bệnh này cho ai. Vào. Quanh quanh, con Hồng đi rồi, xem nó về nói ra làm sao. Ngâm. Chúa chắc mười phần khung nói một, nhớ thương giây lát tưởng chừng năm. Vào. Cảnh thứ hai, viện sách, cậu Trương ra. Thật là giết tôi. Tôi đã nhờ sư phụ sang nói tôi yếu nặng lắm. Sao không thấy sai ai sang thăm tôi? Mệt quá, ta cô ngủ lấy một chút. Ngủ, con Hồng ra. Vâng lời cô tôi, sai tôi sang thăm cậu Trường. Tôi phải sang một lát mới được. Tôi nghĩ, gia không có cậu Trường thì có còn đâu là tính mạng cả nhà. Gặp tàn hoàng tương ở trọ Am Mây. Một nhà cơn vả gió tai bay, tưởng chết cả về tại quân giặc. Ơn cậu Trương viết thư một bức, cô bình đầu lập tức đến đùng đùng. Trời đất kia vốn dẫn chi công, dặn trường thế mới là hữu dụng. Năm nghìn giặc dí không trừ hết giông, một nhà này đâu còn sông đến ai. Cô quanh tôi với cậu Trương đây, duyên đôi lứa được sum vầy là phải. Trách bà lớn đem lòng bạc bội, làm lỡ lạng phần cái duyên kim. Xóa vợ chồng bài chuyện anh em, để đồ trẻ ngày đêm quốc ức. Cậu buồn bá sử kinh bí nhát, cô thờ ơ trang sức bỏ lười. Cậu tóc mai sợi bạc một dài,
cô dấu liễu dây đai thắt lỏng, câu chữ nghĩa còn đâu trong bụng. Cô chỉ kim không động đanh tài, thơ đón trường cô chép tờ mây, khúc ly hận cậu lửa dây đàn nguyệt, trên đường tơ dưới ngòi bút viết, đôi bên cùng tha thiết nỗi tương tư. Chuyện gia nhân tài tử ngày xưa, tưởng bịa đặt ai ngờ thật có, nhưng nghĩ cũng lại thay cho họ, duyên dở gian còn bài đủ mọi trò. Giá hồng thì cứ việc chết co, thừa hơi sức mà to chuyện vậy. Này đã đến rồi đây, tôi lấy tí nước bọt, bấm hổn lần giấy bồi xong, xem cậu ta làm gì ở trong phòng sách. Thâm nước bọt chọc thủng thờ lần xong giấy, nín tiếng hơi tôi dòm thấy rõ ràng, áo nát nhầu gương mặt gió vàng. Chắc hẳn giấc hoàng lương vừa mới tỉnh, thở hổn hển, vẻ người ram rỉnh, nỗi nằm suốt cam cảnh khách đa tình. Nào ai người xóm tôi hầu quanh, cậu trương nhỉ, ôm chẳng chết, bực mình mà chết đó. Hoa vàng dắt trên đầu sẵn co, bút cầm tay tôi gõ cánh cửa ngoài. Cậu trương, ai đây? Con Hồng, em đây sứ giả nhà trời, rách tương tư xuống cho người trần gian. Cậu trương mở cửa, con Hồng vào. Cậu trương, đêm qua đa tả chỉ của lòng chỉ giáo, tôi xin ghi tạ không quên, chỉ không biết cô có nói gì không. Con Hồng che miệng cười, cô em ấy à, để em nói chuyện cho cậu nghe. Đêm hoa gió mát trăng trong, canh khuya cô dặn rằng hồng phải sang. Đến bây giờ còn chưa điểm trang, miệng thì nhắc cậu cử trương có đến nghìn lần. Cậu trương, cô đã có lòng thương chị Hồng, tôi có bức thư không biết gửi sang cô được không? Y tôi muốn quyền chỉ cầm về hổ. Con Hầm, thư từ mà coi đến bây giờ, chắc là ngơ mất ngày. Nhưng rồi cô em vợ mặt than, Hồng, chứ thư từ của ai mà mày dám đem về đây? Ô xà, hổn thật cái con này, rồi xía tàn xía nè, xía ngay, tức thì. Cậu trước, ồ không, chắc cô không thế đâu, chỉ có chị không chịu đem giùm về thôi. Chị cố mà giúp cho, tôi xin biển vàng lúa đền ơn chị. Con Hồng, này thôi đi ông cử kiết ơi, ông đừng khoe của nữa tôi bắt phiền. Đến đây tôi nào phải vì tiền, mà đem đồng công gõ đầu trẻ ông báo đền cho xong. Chị Hồng mà nhận lễ của ông, chắc ông coi nó cũng không sang người. Khác đâu phượng tự cửa bán cười, cành đào giáng gió ở ngoài tường qua. Em trẻ con nhưng có chí khí mà. Liệu lời cậu nói quả là em nghĩ là cho, rằng xin thương tôi thân phận học trò, nguyên người đất khách nằm co một mình. Cậu trương, xin dân, xin chị thương tôi thân phận đầm co một mình. Thưa chị, thế đã được chưa? Con Hồng, thế cũng chưa được, nhưng thôi cậu viết đi em đưa hộ cho. Cậu trương viết, viết tốt à, đọc em nghe nào. Cậu trương đọc, trương cũng trăm lại dân thư với gác sông văn tiểu thư. Hôm trước bà lớn lấy quán đền ơn, chúng tôi dẫu sông như chết, sau khi tan tiệc không sao nhắm được mắt. Từng mượn đường tơ gửi lòng chua xót, mà cũng để cho ai biết. Từ đây đi thì người không còn, mà đàn cũng không còn. Nhưng chị Hồng Sang lại dâng mấy chữ, hoặc giả bên tường đông chàng Tống còn có nước sông Tây họ Trang. Nhân mạng việc to quả là trông lại, xiết bao lo sợ kinh đợi tinh sương, gửi theo một bài thơ ngủ ngon, cuối mong xem đến thêm nặng ganh tương tư. Ôm đàn ngồi gáy giọng, mộng đẹp lúc đương thì
lòng xuân ai khỏi động. Tình này chẳng xét soi, tiếng ấy thôi đừng trông. Chưa phủ nguyệt dương rằm, hương lấy qua lòng bóng. Trương cũng kính lại. Con Hồng tưởng rằng vuốt giấy ráp văn, ai ngờ đặt bút không cần nghĩ lâu. Trên mấy lời rào trước đón sau, dưới bài thơ đủ tám câu lượt đường. Viết buồn tài tài gấp vội vàng, gấp đi gấp lại gấp vuông chữ đồng. Nhanh vô cùng thạo vô cùng, tài tình lao lĩnh nhất trong một đời. Tuy giả giờ tha thiết thế thôi, nhưng tầm thường đã dễ mấy người viết xong. Cho hay thơ tức là lòng, nguyên ương lại thấy ngoài phong chữ đề. Cậu yên tâm, em lĩnh thư về sẽ dò la ý tứ liệu bề nên chăng, rồi ra sẽ có cách nói năng. Rằng con người gãy đàn hôm qua ấy, họ dặn rằng đưa lại thư này em xin đưa hộ cậu. Thế nhưng cậu nên lấy trình cô công danh làm trọng, chớ để cho chi khi hao mòn. Tay bẻ qua liễu mà chiên cành huế cung trăng. Chớ ông thanh dạy chứ viết nhắn thư tình. Chí chim hồng đừng nản bởi tiếng quanh, cánh bằng đừng để tơ mành dân dương. Chỉ một cô trướng rủ màn buông, mà giả một người thêm ngọc ngửa vàng giảm đi. Rồi nay buồn mai thảm ly bì, gầy gò hốc hác có hay gì cái ôm tương tư. Cậu Trương, lời chị dạy chí phải, tôi xin kính nhớ suốt đời. Thì những bức thư vừa rồi, chị Hồng à, thế nào chị cũng để ý cho. Con Hồng, cậu cứ yên tâm. Dí bằng duyên chữa bên duyên, ngày đêm lo liệu em xin hết lòng. Thư này em phải đến xong, ngọc đây mà chịu bỏ không dụng hay sao? Uông ba tắt lưỡi ngọt ngào, đem tâm sự cậu nói vào cô hay. Thế nào chẳng trống thì chày, con người ấy cũng có ngày sang thăm. Vào, cậu Trương, Hồng nó đem thư đi rồi. Không phải tôi nói khoác, phong thư ấy là một đạo bùa yêu. Mai nó trả lời, tất có cái hay đó. Thơ hay không được cho bay, người tiên đâu dễ cưỡi mây xuống đời.